cái bí quyết để mà diệt cái côn trùng ở trong cá thể của chậu lan. Những con côn trùng anh chị thường hay thấy là những cái con bọ đuôi kìm, những cái con bọ mà đích nhỏ là những con gián đất và những con cuốn chiếu, thì những cái con đó sẽ gây hại trực tiếp cho bộ rễ, ăn mất cái đầu rễ xanh của cây lan. Từ đó thì cây lan của anh chị nó sẽ bị kém phát triển. Anh chị có thể là chuẩn bị cho em những cái miếng dưa leo thái như thế này. Thì ở đây em sẽ sử dụng cái loại thuốc sâu này, nó rất là hiệu quả nha anh chị. Cái gói thuốc sâu này thì em có đổ thuốc vào trong cái lọ như thế này và bỏ một ít nước vào, khuấy đều. Tiếp theo đó thì anh chị lấy những miếng dưa leo và anh chị tẩm thuốc như thế này. Khi mà những miếng dưa leo nó đã ướt thuốc, anh chị có thể là đặt lên chậu lan. Cách này thì nó sẽ diệt được những cái con côn trùng có trong cơ thể, nhưng riêng con ốc sên thì nó không diệt được. Đối với con ốc sên thì buổi tối anh chị nên lập những cái miếng dưa leo này lên và anh chị bắt những con ốc sên nó ra nha. Và những con côn trùng ăn những miếng dưa leo có tẩm thuốc như thế này thì nó sẽ tự động chết. Và lưu ý, sau khi anh chị đặt những miếng dưa leo có tẩm thuốc như thế này, qua ngày hôm sau thì anh chị nên cắt nước cho vườn lan của mình một ngày. Qua ngày thứ hai anh chị tưới lại bình thường. Sau 3 ngày thì anh chị có thể là lấy những miếng dưa leo này và anh chị vứt bỏ nha. Đây là một cái cách rất hiệu quả mà em đã áp dụng trong cái thời gian qua. Và đây là cái kinh nghiệm diệt côn trùng hiệu quả trong chậu lan. Anh chị có thể là tham khảo theo cách này.